Tiêu Chiến diễn lại vai kinh điển của Hồ Ca, fan sẵn sàng bỏ ra cả 100 triệu để giành giật từng tấm vé. Như mộng chi mộng được nhiều người kỳ vọng tạo nên bước đột phá mới trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến. Mới đây, vở kịch kinh điển Như mộng chi mộng đã chính thức mở bán vé cho khán giả ở Vũ Hán. Không nằm ngoài dự đoán, lượng vé trên hệ thống chính thức đã bán hết chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Không những thế, còn khiến nhiều ứng dụng bán vé bị đơ trong 2 tiếng. Thống kê cho thấy, cứ mỗi giây lại có 130.000 người tranh nhau mua vé, cho thấy sức hút của Tiêu Chiến lớn đến cỡ nào. Trước tình hình này, nhiều người đành phải bỏ tiền ra mua vé chợ đen để có thể tận mắt nhìn thấy thần tượng xuất hiện trên sân khấu. Song vé chợ đen lại có mức giá lên tới gần 30.000 nhân dân tệ, 108 triệu đồng, trong khi vé gốc chỉ là 80 nhân dân tệ, 288.000 đồng. Chưa kể người mua còn phải thanh toán trước nếu muốn giành được vé. Trong Như mộng chi mộng, Tiêu Chiến sẽ thủ vai bệnh nhân số 5. Trước đây, nhân vật này từng được Hồ Ca thể hiện rất thành công. Nhân vật này có tổng cộng hơn 10.000 câu thoại, diễn ra trong khoảng thời gian rất dài. Đây là nhân vật phải có sức nặng, đòi hỏi người nghệ sĩ có kỹ năng diễn xuất tốt. Như mộng chi mộng là tác phẩm được nhiều người kỳ vọng, tạo nên bước đột phá mới trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến.